Vâng, Sếp Tuấn Lan lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe các bác anh em đam mê đi bắt ong rừng trong cái năm 2022. Thì như thấy tại thời điểm này bây giờ đang đến mùa ong săn ong rồi anh em nhé. Hay các bác nào mà đang có nhu cầu tham khảo về những bộ quần áo bắt ong rừng, hay là những bộ guốc trèo cây, dây đai bảo hiểm, ống nhòm săn ong, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng. Bên em chuyên cung cấp tất cả các mẫu quần áo bắt ong rừng, từ loại rẻ tiền cho đến hàng cao cấp anh em nhé. Đấy, các bác có thể đăng ký kênh hoặc cập nhật được cái số điện thoại của các bác điện trực tiếp, hoặc các bác kết bạn qua Zalo. Bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết để các bác tham khảo. Là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên là ship tất cả 63 tỉnh thành trên toàn quốc anh em nhé. Đấy, các bác bên em thì hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết để các bác nào mới chơi có thể tham khảo kỹ trước khi đặt hàng bên em. Bên em thì như thấy trên hình đây là em sẽ giới thiệu bác hai cái bộ quần áo bắt ong rừng vải bò, vải bố, hàng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Hàng này thì như thấy là anh em có thể bắt được ong dưới đất, ong trên cây không nhá. Đấy, ong khoái, ong mật, ong bò vẽ, ong bạc chán, ong dưới đất đều được hết. Đấy, và hôm nay bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác những cái sản phẩm đi kèm. Vì anh em mà muốn trèo cây thì các bác có thể là mua cái bộ guốc trèo cây bên em. Bên em combo bộ guốc trèo cây rất là rẻ thôi, giá chỉ có hơn 300.000 anh em nhé. Đấy, bộ guốc trèo cây này, khung của nó khung thép đinh bằng inox anh em nhé. Đấy là các bác bộ dụng cụ hỗ trợ trèo cây anh em mà mua nhiều nhất thị trường hiện nay. Đấy, hay là ngoài ra thì dây đai bảo hiểm này. Dây đai bảo hiểm này bên em bán là chỉ có hơn 100.000 thôi, đai khóa to, khóa nhỏ có hết anh em nhé. Tùy theo khóa to thì 200, khóa nhỏ thì hơn 100 anh em nhé. Đấy, ngoài ra thì các bác muốn bắt ong mà nó nóng thì có thể mua theo bộ quạt mini, quạt điều hòa anh em nhé. Các bác lắp vào hoặc là bên em sẽ độ sẵn cho anh em, tùy theo các bác đặt hàng. Đây là một bộ của nó, quạt là hai quạt và một cái cục sạc này, một dây cắm này và một quả pin anh em nhé. Pin này pin của nó là pin cao cấp, pin của nó là pin 16.000 anh em đánh liên tục các bác nhé. Đây các bác nhá, thấy là các bác 16.000 mAh. Đấy, các bác là đánh được khoảng độ 15 tiếng mới hết pin. Đấy, pin đảm bảo chất lượng cho anh em luôn, bảo hành cho anh em luôn các bác nhá. Pin như này. Đấy, pin màu trắng. Ngoài ra thì bên em sẽ giới thiệu cho các bác những mẫu ống nhòm. Ống nhòm thì bên em cũng có rất nhiều mẫu ống nhòm anh em nhé. Đấy, hôm nay thì chỉ giới thiệu sơ qua cái hàng EK rồi, hàng mới về. Đấy, hàng EK thì có hai phiên bản anh nhé. Một loại là HD là ấm thấu kính của nó màu trắng xanh. Đấy, các bác thấy này. Đấy, ED nó có 10 x 42 và 8 x 42. Đấy là cái mẫu EK này. Và tiếp tục giới thiệu bác là cái mẫu EK phiên bản ED. Đấy, kính ED cũng nhá, kính ED. Thấu kính của nó là đảm bảo là cái kính màu đỏ anh em nhá. Nó có 3-4 lớp đây. Đấy, có thấy là kính màu đỏ các bác nhá. Đấy. Kính này thì nó sẽ đắt tiền hơn là HD. Mẫu này thì nó nhìn nó sẽ nét hơn, giá cả để hợp túi tiền cho anh em thôi. Đấy, các bác mà lấy combo cả bộ thì em sẽ bớt giá cho anh em các nhá. Đấy, đảm bảo cho các bác luôn, nó cũng có hai phiên bản anh em nhá. Một loại là 10 x 42, một loại là 8 x 42. Đấy, tùy theo các bác thích mẫu nào thì cứ alo trực tiếp bên em sẽ gửi chi tiết để các bác tham khảo anh em nhé. Đấy. Và bây giờ thì sẽ giới thiệu cho bác cái bộ quần áo bắt ong rừng vải bò này. Đây là vải bò thì nó có hai phiên bản anh em nhé. Một là ủng vải. Đây. Một là ủng vải như này anh em nhé. Đấy, ủng vải thì các bác có thể dễ trèo cây hơn. Đấy, tùy theo bác, có bác thì thích ủng vải, có bác thích ủng đen. Còn về cơ bản thì quần áo giống nhau, vải bằng vải bò, vải bố kaki, vải bò rất là dày dặn. Đấy, anh em có thể trèo leo, găng tay màu cam. Đấy. Và trên đỉnh mặt này có nhá, là phiên bản mới nhất của năm 2022 này sẽ có 3 ô thoáng như này. Đấy. Ở trên mặt này có tấm MK, có tấm lưới sắt và đằng sau lưng là nó có một cái ô thoáng cũng lưới tấm sắt và may phòng. Đấy, phiên bản mới nhất của năm 2022. Đây là tấm dán anh nhá, tấm dán để anh em cho chân vào trong này. Đấy. Mặc này, đây có một tấm khóa đây nhá. Đấy, khóa là khóa to. Đấy, rất là chắc chắn cho anh em. Đây, không thể chui được vào trong anh em nhé. Đấy. Nên là các bác nào thích mẫu này thì liên hệ trực tiếp bên em. Đấy, dán rất là chắc chắn luôn. Và phiên bản tiếp theo là cái bộ quần áo bắt ong rừng vải bò có ủng đen không nhá. Đấy, có ủng đen. Đấy, ủng đen này thì có thấy là nó sẽ có ủng đen, ủng ngắn để anh em cũng có bác thích mẫu này, các bác đi bắt ong dưới đất. Đấy, ủng đen, ủng đắn thì nó sẽ đắt hơn một chút, đúng không nhá. Đấy, còn về cơ bản thì hai bộ quần áo giống nhau. Đấy, cũng găng tay màu đen,
đấy, cũng trên đỉnh có mặt ô thoáng tấm xẹp, đằng sau lưng thì có ba ô thoáng như nhau đấy, ô thoáng đằng sau lưng và ba cái ô thoáng là trên tai, trên đằng sau váy như nhá. Đây, về cái mẫu này thì bên em sẽ thiết kế cho bác thêm một chút về cái túi trong này luôn nhá, túi lưới để đựng pin dự phòng hoặc đựng quạt. Đấy, bên này có một cái túi để đựng pin dự phòng. Đấy, nên là anh em nào thích cái mẫu nào thì cứ alo trực tiếp bên em thôi nhé, để đặt hàng. Bên em thì chuyên cung cấp tất cả các phụ kiện đồ đi rừng này. Tôi gặp đây là cái guốc trèo cây nguyên bản mới, nguyên bản 2022. Mẫu này thì nó bằng inox hết em nhé. Đấy, mẫu này bằng inox hết. Giá thì nó đắt hơn một chút so với bộ quần áo bộ quốc kia. Đây nhá, đây guốc trèo cây bằng inox hết, 100% bằng inox hết. Đấy, bộ này thì giá sẽ đắt hơn cái bộ thép chịu lực anh em nhé. Đấy, nên các bác nào đang quan tâm về cái bộ guốc trèo cây nào thì cũng alo trực tiếp bên em để đặt hàng. Một cái video rất là ngắn thôi, em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cũng biết nhé. Xin chào tạm biệt các bác.